Thưa quý vị, việc truy xuất nguồn gốc đã trở thành yếu tố cơ bản đối với hàng hóa xuất khẩu, trong đó có trái cây và rau củ. Tuy nhiên, việc truy xuất nguồn gốc bằng giấy tờ hay công nghệ cũ đã ghi nhận những khó khăn nhất định. Do đó, mới đây, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao đã quyết định ứng dụng công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, trước mắt là sản phẩm dưa lưới. Việc xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm dưa lưới sẽ được triển khai như thế nào? Người tham gia chuỗi sẽ nhận được lợi ích gì? Mời quý khán giả đón xem phóng sự về xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm dưa lưới của chúng tôi ở những bản tin sau đây. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao và Hội Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc Khu Nông nghiệp Công nghệ cao và các đối tác của đơn vị này sẽ sử dụng công nghệ TE Food thực hiện truy xuất nguồn gốc, quản lý chuỗi vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước mắt là các sản phẩm dưa lưới, cà chua bi, tôm, cá, bò sữa và các sản phẩm từ sữa, sau đó đến các sản phẩm khác. Theo đó, dưa lưới sẽ được truy xuất từ nhà kính đến nhà sơ chế, nhà bán sỉ, nhà bán lẻ và đến người tiêu dùng. Truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ blockchain sẽ giúp kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, giảm thất thoát hư hỏng sản phẩm, hỗ trợ quản lý nhà nước chống hàng giả hàng lậu. Đặc biệt, mọi thông tin khai báo về sản phẩm đều không được chỉnh sửa. Bản thân blockchain là một công nghệ mới và cái công nghệ này nó có cái đặc thù là nó không thể thay đổi dữ liệu, không thể tẩy xóa được, không thể gọi là xào xáo lên rồi made in tùy ý được, mà sản phẩm nó được hình thành như thế nào thì nó ghi nhận như thế và được người ta chấp nhận để chấp nhận nó. Cái thứ hai nữa là nó an toàn, tức là bạn không bao giờ bị mất dữ liệu, không bao giờ bị hỏng, không bao giờ bị xảy ra sự cố được, không có ai có thể hack được bạn. Ông Từ Minh Thiện, Phó trưởng ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao cho biết, sự hợp tác này hướng tới thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, triển khai, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm dưa lưới bằng công nghệ blockchain cũng nằm trong hoạt động xây dựng chuỗi giá trị dưa lưới, nhằm tăng cường hoạt động giao thương, giúp giá dưa lưới đạt mức cao, tương xứng với giá trị của sản phẩm.